cảm xúc của tôi thế nào là tôi chỉ biết rằng là cái biểu hiện của cảm xúc là tôi vừa làm việc xong, tôi chạy leo lên cả vỉa hè để tôi chạy tới đây, thì các bạn đã biết cảm xúc của tôi rồi. Tôi hay nói ở trong kinh doanh cũng như là trong hành vi của tôi, đó là tôi phải có nhiệm vụ hầu hạ đúng nghĩa. Và hôm nay tôi được gặp trực tiếp cái người mà tôi hầu, và mọi cái cuốn sách cũng như là giảng dạy của đời tôi cũng như là hoạt động xã hội thì tôi ngấm rất là rõ điều đó, cho nên là tôi được gặp thượng đế của tôi, thành ra là cực kỳ là hạnh phúc. Và tôi đang rất là hàm hố muốn trả lời các câu hỏi của các bạn, vì tôi nhận được là ở trên online thôi, chứ còn online thế này tôi chưa lần nào cũng được. Thì đang cảm xúc đấy, nói dài nữa là nói hết tên của nó, nhưng mà tiêu chung lại là phấn khởi. Hiện tại công việc của em đang là một trader chơi forex về tài chính đó. Thì em cũng là ngưỡng mộ thầy và em cũng có xem nhiều clip của thầy ở trên mạng rồi. Thì em thấy là cái quyển sách của thầy viết á, thì em không hiểu là cái cảm xúc của thầy ở đây á, là cảm xúc của thầy tập trung tất cả những cái cảm xúc của những cái bạn trẻ từ độ tuổi 20 cho đến độ tuổi của thầy, hay là chỉ tập trung cái cảm xúc của thầy để viết lên cái quyển sách này thôi ạ? Bạn vượt qua là cảm xúc rồi đấy. Sợ mọi người chê mình hỏi dốt này, sợ mọi người nhìn mình này, hơi gì, vượt qua cảm xúc rồi đi. Thì xin trả lời bạn là như thế này. Cảm xúc là dung cảm của con người về một hiện tượng nào đó. Mà tất cả những người ngồi ở đây, từ ông thủ tướng cho đến anh bảo vệ, thì ai cũng là con người, và não nó chỉ là hai phần. Một phần là nó xử lý lý tính, và một phần nó xử lý cảm xúc. Tức là dung cảm của mình về một hiện tượng mà thỏa mãn mình thì nó sẽ ra cảm xúc tích cực, người ta gọi là thích. Còn là hiện tượng không thỏa mãn mình thì nó sẽ ra cảm xúc tiêu cực, người ta gọi là ghét. Ghét và thích không hề có lý luận nào cả, nhưng tao nhìn thấy mặt mày là tao không thích. Cho nên ở đây cảm xúc là của mọi người, là thừa số chung, không phải cảm xúc của Lê Thẩm Dương. Cảm xúc này là cảm xúc của mọi người, bắt đầu từ một tuổi. Tôi nói hơi nặng, bắt đầu từ nhà tôi nuôi con chó, nó cũng vậy thôi. Yêu nó là nó yêu lại, hiện tượng mình tỏ ra ghét nó cắn lại. Cho tới cái anh 100 tuổi, người già người ta không ăn được, nhưng mà người ta chỉ cần chào hỏi người ta thôi, mà anh thiếu câu chào thì đời anh mềm mò. Cho nên vào công ty anh học ở Mỹ, ở Pháp, quên anh đi, anh gặp người lớn trước khi họ là sếp, anh chỉ cần không chào thôi, người ta cũng chẳng nói gì. Nhưng tôi chạm cá với bạn 20 năm, bạn không cầm đầu được. Cho nên là cái tư thế của bạn là trẻ, bạn đi trước mặt tôi, bạn khiến tôi một gì. Bạn gặp người khác, bạn khen một cái. Bạn gặp người khác, bạn xin lỗi người ta. Bạn gặp người khác, bạn cảm ơn một cái. Đó là sức mạnh, đó là sức mạnh. Vì nó mang lại cảm xúc tích cực cho người ta. Cho nên ở đây, nó trở thành một khoa học cực kỳ lớn. Rồi đấy, mà nó quyết định 85-93% hành vi của cái tay này này. Cho nên là xin nhắc lại với bạn, đây là cảm xúc, là thuộc tính của con người. Con người đầu tiên là IQ, đúng sai. Còn bên này là EQ, không cần đúng sai, tao ghét tao không đạt. Còn ở giữa đỉnh đầu là AQ, đó là chỉ số vượt khó. Khi ba chỉ số ấy tốt thì ắt sẽ thành công. Và bài toán của cuốn sách này là giải EQ chứ không phải giải quyết. Cho nên là chỉ hai đứa yêu nhau, giận nhau có một tờ thôi, bỏ nguyên một tình yêu cao đẹp. Bây giờ ra ngoài kia gặp một anh chạy trên xe bus, thế là nó nói một câu hay hay, lấy luôn làm chồng. Thế là về chỉ còn hai từ, không ngờ cái chết người nó nằm ở đó. Cho nên hãy quản trị lại cảm xúc. Tình yêu bản chất là cảm xúc, không có cảm xúc thì đừng gọi là tình yêu. Nhưng não phải quyền quản trị được cảm xúc của mình, nếu không các bạn đại bại chỉ vì yêu và ghét. Mà yêu và ghét là thủ tính con người, nhưng chỉ vì hành động đó mà không quản trị được nó thì nó trở thành kẻ thù.
mà nếu quản trị được nó thì nó trở thành nhân tố thành công, đúng không ạ? Cho nên là gặp người khác, người Nhật cúi xuống, gặp người khác, người Hàn Quốc chặt tay, còn gặp người khác, người Việt Nam mọi người muốn gì. Các bạn thua này, các bạn cố gắng nghe thôi. Và khi mà các bạn đọc, không khi nhiều bạn đọc thì thấy nó lâu quá, nhưng tôi nghĩ rằng cái đó mới là cái quyết định trong nền giáo dục. Cái đó là quyết định ở mỗi bản thân mỗi người. Cho nên ví dụ như khởi nghiệp, người ta cần gì kỹ thuật khởi nghiệp, người ta cần nhất tinh thần khởi nghiệp. Cho nên nước nào nó dạy một tinh thần khởi nghiệp chứ người ta không dạy kỹ thuật khởi nghiệp. Một khi tôi đã máu, tôi dám làm, tôi muốn làm thì cái gì cũng làm được. Vì ông thầy Google có thể dạy cho điều đó, không cần ông thầy sẽ cùng luôn. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải ý thức được những điều đó. Cho nên là trong gia đình có 5 người con, tại sao ba má lại yêu thằng số 2 lại không phải thằng số 1? Vì thằng số 2 nó mang lại cho ba má cảm xúc tốt hơn, chứ không phải là tại ba má bất công, không phải tại thằng số 2 nó khéo mồm. Mà nếu có khéo mồm thì có gì đâu là xấu. Đấy là cái mà các bạn phải chú ý. Chỉ cần cái cơ mặt bạn thôi mà nó không thay đổi, mắt nhìn người ta ác ý thì bạn đã lãnh đủ rồi, chưa cần gì đến giỏi như sai cả. Hãy nghe thôi. Vâng, thì em cũng là một trader forex á. Thì em muốn hỏi, có một câu hỏi hỏi thầy là làm sao để kiểm soát được cái nỗi sợ rủi ro. Thì ví dụ như là mình đã phân tích một lợn nào đó, mình phân tích rất là kỹ rồi, thì mình vô cái lợn đó, thì mà sau đó mình lại mang cảm giác rất là sợ hãi. Đặc biệt là khi cái hướng đi sau đó nó lại đi ngược lại cái hướng phán đoán của mình ban đầu á. Thì em muốn thầy cho ý kiến, em cảm ơn thầy. Có một yếu tố có tên gọi là sợ hãi. Cho nên là người Mỹ người ta có một châm ngôn thế này: khi bạn biết dùng mình, tức là biết sợ, thì bạn là người trưởng thành. Chưa bao giờ người ta định nghĩa kẻ trưởng thành là kẻ trên 18 cả. Cho nên trong đường đời tôi thấy ở Việt Nam nhiều em 91 tuổi vẫn chưa là người lớn, ngồi sắn tay áo đi, tao không sợ thằng nào. Cho nên đầu tiên bạn biết sợ là có vẻ là người trưởng thành rồi đấy. Bây giờ điều thứ hai, bản chất của kinh doanh đó là chấp nhận nỗi sợ. Lợi nhuận là phần thưởng cho vượt qua nỗi sợ, và nỗi sợ được vượt qua là nguồn gốc của lợi nhuận. Cho nên là bạn đang ý thức được giữ rủi ro và lợi nhuận tốt, đó là điểm cộng. Là điểm thứ ba, con người ta trước khi nói kinh doanh phần cộng với nỗi sợ kinh doanh thì con người ta có 6 nỗi sợ. Một là sợ đói, cho nên có dám làm gì đâu. Hai là sợ tổn thương người khác, sợ cái đúng chuyện này ra là sợ tổn thương, và sợ thứ ba mất lòng thương, tức là mất phiếu người xung quanh. Sợ cái đúng chuyện, kẻ thành công là kẻ tẩy bạn tốt đi nếu là bè cho người bạn. Và cái sợ tiếp theo là sợ bệnh tật, cho nên chiều chuộng bản thân để làm được cái gì. Sợ tiếp theo đó là sợ già, đằng nào phải cũng chết cái sợ gì. Và cuối cùng là sợ chết. Sáu cái sợ đó nó đè các bạn, và Lê Cẩm Dương không có thì ăn thành công. Cho nên ở đây bạn phải chung sống với cái sợ trên một nền tảng khoa học. Đấy là ý hai. Bây giờ ý tiếp theo, ý tiếp theo là cái nỗi sợ mà bạn đẩy về không, chiều chuộng bản thân, sợ mất lòng người, rồi sợ đói thì đời bạn về mò. Cho nên bạn đang kinh doanh, bạn phải đối mặt với cái sợ. Vậy thì giữa cái sợ và lợi nhuận thì đó là môn quản trị rủi ro các bạn ạ. Mà bạn thì lại chưa học, mà bạn lại tham gia một lĩnh vực cực kỳ chuyên ngành, đó là chơi forex, quá nguy hiểm. Và tôi là trùm tài chính, tôi dám nói trước công luận như vậy. Cho nên tôi là khuyên bạn này, đằng sau thành công bao giờ cũng có bóng dáng của lao động. Bạn chưa hề biết cái gì mà bạn dám chơi thì tôi cho liều thất. Tôi chỉ nói riêng về tuổi đời thôi, bạn không đủ cơ địa để dính vào nó. Tôi nói thật. Cho nên ở các nước tôi vừa ở thị trường London, tôi về vào thị trường chứng khoán London này, nó bắn teo à. Bởi vì người ta có tiền giống bạn, người ta đưa vào một quỹ đầu tư. Quỹ đầu tư là tôi, kẻ chuyên nghiệp. Xong người ta đánh thủng bạn, người ta đánh thủng bạn xong, người ta cất đi một tí rủi ro, à tí dự phòng rủi ro, rủi ro, bổ tư. Sau đó người ta
bắt đầu lấy một tí trên thỏa thuận với bạn, còn lại thì bạn hưởng. Chỉ bạn mà chơi một mình bạn mua, cho nên thị trường người ta có những tốt. Mà mỗi một cái lệnh như vậy nó lên tới hàng triệu và tỷ đô. Còn quân nhà mình ở Trung Quốc thị trường đông nghẹt, toàn những ông là kinh doanh chứng cụt mà vào chơi chứng khoán. Các nhà không biết một cái gì cả, vô cùng nguy hiểm. Cho nên tôi khuyên bạn tập trung vào học hành cho đủ kiến thức cơ bản đấy. Bạn không thể làm giàu bằng cách này được đâu. Tôi nhìn bạn tôi thương hại không phải vì mặt tâm với con bạn, mà tôi thương hại bạn vì bạn là tuổi trẻ đấy. Hãy nghe tôi. Cho nên là mấy anh già đầu giám đốc ấy, ngồi má này lên một bộ chip. Chip chung mà chip, nó là Bentley sống thì chip cái gì? Để nói được chi chip ấy, họ lồi mắt 12 năm chưa chắc đã làm thở được câu đó. Đằng này chẳng học hành gì cả. Chứ còn cái bên mà học tài chính ngân hàng, tôi nói này, đầy màu rồi này. Mà chuyên ngành tài chính ngân hàng hoặc phát triển kinh tế mà ra mà bút vào mà thắng cho lần đầu tôi chết đi. Còn bạn đừng nghe người ta, người ta dùng bạn vào vì tâm lý con người khi thắng 100 triệu là nó nổ suốt đầu, còn khi 4 tỷ thua 4 tỷ im re, nó giữ cho bạn hai cái sập sàn là bạn mò. Các chị ạ, chưa kể tôi có thể vào tôi mồi bạn ba hồi tôi lấy sạch các bạn mà toàn con sói ở trên thị trường này đấy. Và tôi xin thông báo thời kỳ khủng hoảng 2008-2013 thì máu trên sàn chứng khoán đổ lênh đáng, thì máu đổ nhiều nhất là ở các công ty chứng khoán, là những kẻ chuyên đạo. Và máu đổ nhiều thứ gì các bạn ạ? Là những nhà đầu tư mà gọi là nhảy vào đang tung tăng ở trên TV ấy, nói phép không ạ? Và máu đổ ít nhất là mấy bà bán rau muống, bà vào bán mua muống xua bà còn hẳn. Cho nên nghe tôi đi, bạn còn trẻ, y học, luật pháp, ngân hàng, chứng khoán, forex, vân vân là những nghề cực kỳ cao cấp, không dành cho những người không học. Tôi xin nhắc lại điều đó. Bạn hoàn toàn có thể chơi được, nhưng bạn hãy đưa cho người chuyên nghiệp, còn việc của bạn là học được, ok? Chứ còn không là các bạn thua, nha. Để kiểm soát được cảm xúc lúc mình tức giận và lúc mình bế tắc, thất vọng nhất ạ. Đúng rồi. Đầu tiên là ở tuổi của em, tôi khẳng định tôi là thằng chuyên nghiên cứu về cảm xúc, là em chưa kiểm soát được đâu, nó đang nằm trong vùng ước mơ. Điều thứ hai, điều đó chỉ làm được duy nhất một người làm được và duy nhất một cách, đó là mình phải tự rèn luyện trên nền tảng nhận thức được. Còn tuổi em bây giờ mà lại đòi kiểm soát được như tôi thì khó lắm. Cho nên là nhìn sang các bạn bên cạnh nó cũng vậy, sau nhìn cạnh sang ba má cũng vậy. Cho nên một là không nôn nóng nhá, và điều thứ hai là tự mình ý thức mình rèn luyện. Rèn luyện bằng cách nào? Một, phải biết mình là ai. 61% thanh niên hiện nay là ngộ nhận về bản thân. Cho nên cái trí tôi to đùng thế này không là cái gì đâu, thì tự nhiên mình không ngang ngược nữa. Thứ hai là đọc vị của người đối diện. Mình muốn cái gì thì người ta muốn cái đó. Mà người ta muốn 12 cái, trong đó 6 cái là tâm lý, 4 cái là đặc điểm xã hội và 2 cái là văn hóa phục lòng. Cho nên để cho người ta khỏi chĩa vào mình, hãy thỏa mãn người ta 12 cái. Đằng này mình chỉ biết thỏa mãn mình thôi. Cho nên phải nâng nhận thức lên. Một, đó là không hoảng loạn. Hai là tự rèn luyện bằng cách định vị mình và đọc vị người đối diện. Và em nói một câu bình thường, em thấy bình thường, nhưng em không đọc vị để người ta thực chất là tạo ra một câu phản cảm. Tôi nói ví dụ, tôi ở Anh chúng mới về, gặp một bạn mà mập, mà chỉ cần chê bạn ấy là mập, sao dạo này mày mập thế, thì đấy là câu vô học đối với người châu Âu. Bây giờ nói là thứ hai, sao mày mập thế, nó gọi cải sản đến bạn ấy luôn, xâm phạm. Vậy thì ở đây cái kẻ nói trình độ về nhận thức quá kém, hiểu không? Cho nên thấy người ta mập tuyệt đối không được nói chuyện với người ta có từ nào liên quan đến chữ M, né luôn. Còn đứa nào lùn thì né chữ L, có hiểu không? Cho nên là để nói cái gì khóa mồm mình lại, nghĩ 3 lần rồi hãy mở thật một tuyển. Không ai thay được em cả, đúng chưa? Và điều cuối cùng đó là kiềm chế là sức mạnh, kiềm chế là quản trị, là kiểm soát. Bực lắm rồi, nghiến răng lại,
chịu thua một lần thử xem, chịu thua, liên tục thừa nhận người ta, liên tục chấp nhận mình thua thì cái đó không đáng. Về nguyên tắc chỉ giải quyết những vấn đề cần giải quyết thôi, là và cuối cùng là đẩy người ta lên. Cho nên là khen, cảm ơn, xin lỗi thành câu cửa miệng. Và người Anh người ta có câu châm ngôn khen láo còn hơn là chê thiệt. Bằng chứng là em ít khen người khác lắm, đúng không? Em khen tôi thử một cái xem, tôi nói liên 12 tiếng liên ấy, máu lắm. Có khen người khác bao giờ không? Ngoài khen mình hả? Có cảm ơn không? Người Anh người ta đi, người Mỹ người ta đi ngoài đường đi cắt mặt người khác, xin lỗi, người ta đụng vào cổ điện, sorry cổ điện, nó thành câu cửa miệng. Và bác xe ôm ở Sài Gòn thích lắm, đưa tiền một cái cảm ơn, bác cái đưa lại cho tôi cảm ơn, hai bên cảm xúc nhẹ xuống thế này, đúng không? Rồi ở Việt Nam vợ không bao giờ khen chồng, toàn đi khen chồng hàng xóm, vì can tội là không đọc cái cuốn quản cảm xúc là kẻ thù số một của thành công. Ở đây hiểu chưa? Rèn luyện thế đó. Ok. Tiến sĩ Đặng Dương ạ, em tên là Thu Hiền, thì hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty phần mềm. Em cũng là một fan hâm mộ của thầy từ thời sinh viên. Em có câu hỏi với là thầy, từ hai từ cuối cùng của cuốn sách là thành công, thì từ thành công thì rất có nhiều khái niệm, thì em muốn biết là khái niệm từ thành công của thầy là như thế nào. Thế là câu hỏi thứ hai em muốn đặt cho thầy là mình có nên lấy cái mục tiêu thành công của người khác để làm mục tiêu của thành công của mình hay không? Cảm ơn. Ok. Thứ thành công kẻ đó đã thắng 60% cuộc đời. Rất nhiều người đến 100 tuổi vẫn không hiểu là thành công là cái gì để mà phấn đấu. Cho nên bạn hỏi câu cực kỳ trúng chỗ đó. Con người nó khác con vật ở chỗ hành vi của nó là hành vi có mục đích. 96% hành vi của con người hàng ngày là làm việc vô mục đích. Đó là số liệu của người Mỹ. Cho nên các bạn thất bại ê chề, mặc dù làm việc chăm chỉ, làm việc đầy hiệu quả, nhưng cái việc ấy không đáng làm. Về cha cho tôi thuật ngữ, hiệu quả và hiệu suất là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. 200.000 tỷ bất động sản đang tồn kho vì không cần làm mà cứ làm, vì không có não. Tôi nói thật. Cho nên ở đây bạn mà xác định được thành công là cái gì, xong bạn làm cái gì liên quan tới thành công thì đời bạn ắt thành công. Cho nên sau 5 năm ra trường thì hai cái cây, một cây cao lớn thế này, một cây thì thật tẻ, mặc dù hai đứa nguồn lực bằng nhau, thì cuối cùng cái đứa thành công là gì? Cái cây nó cao là vì người ta chỉ tỉa cành, những cái gì không đáng làm dẹp. Còn cái cây thật tẻ, cái gì cũng quan tâm, nào là thằng này nhắn tin, nào là đẹp, nào là xấu, nào là lên quay bình luận tào lao, đời mày không khá được. Cho nên đầu tiên liên tục hiểu thành công là gì, sau đó cái gì liên quan tới nó thì hãy làm. Đó là câu đấy, tôi cần bạn cũng làm được điều đó. Vậy thành công là gì? Thành công là tùy thuộc vào hệ giá trị của mỗi người. Hệ giá trị là giá trị niềm tin mà không ai loại ra khỏi đầu tôi được đâu. Từ gia đình, từ mới sinh, từ bối cảnh, tôi có niềm tin cái này là đẹp, cái này là xấu, cái này là thiện, cái này là ác. Các bạn ạ, cái này là đúng, cái này là sai, không áp đặt tôi được. Mà nếu áp đặt cũng giả bộ thôi, thì đấy là trị giá niềm tin. Cho nên mục tiêu của mỗi người, thành công mỗi người, không ai định nghĩa giống ai cả. Có người nói nghe thì nói nhiều, ông lý luận. Thành công là nhiều tiền, đừng chửi người ta, vì đó là hệ giá trị, hệ quy chiếu của người ta. Và cái xã hội này nó ngu duy nhất ở chỗ lấy hệ của mình đi bình luận hệ người khác. Không bao giờ ở nước ngoài người ta làm thế. Bạn ăn mặc thế nào người ta tôn trọng bạn vô cùng, vì đấy là hệ của bạn. Bạn thấy đẹp thì bạn mặc. Đằng này lấy hệ của mình đi bình luận, nếu nói nặng là vô văn hóa. Và tôi bị người ta ném đá cũng thế. Thằng nào khác người ta là thằng ấy xấu, vô cùng tệ hại. Cho nên là mỗi người có một hệ giá trị. Ví dụ cái gian phòng này tôi bảo đẹp, bạn bảo xấu, tôi sẽ tôn trọng bạn vô cùng, nhưng bạn hãy tôn trọng thôi. Cho nên thành công là tùy vào mỗi người. Có người bảo sức khỏe là tất cả, đừng chửi người ta. Tôi kêu bảo tôi đi,
có tiền là có đất. Nó kêu bảo như tiền thì làm gì, tao chỉ cần gia đình hạnh phúc thôi. Còn những thằng mà sắp đi tù mới đi tù ra đau quá rồi, định nghĩa với tôi hạnh phúc là được giặt quần cho mà. Đừng chửi người ta, hãy tôn trọng người ta bằng cách tôn trọng mình. Cho nên thành công là không có khái niệm. Đằng này quân nhà mình u xẻ ở trên mạng, thằng nào có xe hơi, diễn viên nào có xe hơi là thành công sợ thật. Hãy tôn trọng họ nhưng đừng bắt chuyện, hãy định nghĩa cho mình. Ok, ý số 3, Einstein, Newton, Hề Sạc Lô, Bác Hồ, Lenin. Thế tại sao họ được đúc tượng? Vì hệ quy chiếu của họ hình như thu hút được người khác. Vậy thì bạn hãy lấy mục tiêu của Bác Hồ làm chỉ số tham khảo. Thì thế giới nó chỉ ra thành công nó có một cái hàm đa biến gồm 4 biến. Bạn có thể đồng ý, có thể không, hoặc chọn một biến. Biến 1, sức khỏe, Bác Hồ tập thể dục. Biến 2, gia đình, toàn bộ dân tộc là gia đình của Bác. Biến 3 là biến bạn, đừng bè, đừng có kéo bè các cánh đi tù sạch. Và biến số 4 đó là sự nghiệp, là vừa làm ra tiền vừa cống hiến. Làm ra tiền là hoài bão, là cống hiến, là sứ mạng. Khi bạn hiểu như vậy thì cái gì liên quan tới bốn mặt thì bạn làm. Và ý cuối cùng bạn hỏi thôi, con em lấy hệ quy chiếu thành công của người khác để áp cho mình không? Bạn sống sau nhân loại vài nghìn năm thì bạn nên nhớ rằng cuộc bạn phải tham khảo. Cho nên hệ quy chiếu của bạn nên tham khảo hệ quy chiếu của Bác Hồ, của Lenin, và nếu thấp nữa thì hệ quy chiếu của Lê Thẩm Dương. Chứ còn mình bạn thì ngang ngược quá nhé. Cho nên ở đây tôi theo đúng Bác Hồ luôn. Cho nên thần tượng của tôi là Bác Hồ và Bác Giả. Chả cần thằng ngoại quốc nào cả. Và tôi làm đủ bốn vị nữa. Và tôi tự hào về điều đó. Chứ còn từng ông nổi tiếng, từng khúc này, tôi không phải báo đỏ. Sức khỏe, coi mà nói kinh ạ. Đời tôi là hai máy, một máy là bạn, một máy là bè. Cái đám ấy dẹp, nhưng vẫn phải qua hệ. Một cái nữa là gia đình tôi giữ cực kỳ cân đối. Và một mấy nữa là cống hiến đến tận cùng là sự nghiệp. Khi tôi đạt được cả bốn thì tôi xuống quan tài, vuốt mặt xuống điện. Còn bạn có thể chọn một hoặc chọn hai trong tổ hợp bốn đi tô đạo, tùy bạn. Và bây giờ hình như em chỉ chọn được đúng không? Bây giờ quan trọng là chồng hơn hay là sự nghiệp hơn? Sự nghiệp hơn. Sự nghiệp hơn thì chồng nó bỏ. Tại sao lại không đặt vấn đề cả hai? Chị sẽ thầy là em chưa có chồng. Đấy là lý do tại sao chưa chồng đấy. Vì cứ chọn sự nghiệp không thôi nào. Đúng chưa ạ? Vậy thì hôm nào thảo luận xong chắc cú tỉa hết cành đi. Đời thành công là một cây chỉ bốn cành là tối đa thôi. Người ta gọi đó là lý thuyết tập trung của người Mỹ. Người ta gọi đó là lý thuyết ưu tiên. Đừng nghe tào lao nữa, nghe tôi đi. Ok, cắt thành. Đấy đây. Ok. Trường Doanh Nhân, PR Future.